xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa tình hay hờn dỗi nên người mỗi nơi xa rồi, vẫn vương từng phút giây êm đềm cũ người ơi. Kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm làng quê. Từ khi vào lính rồi lạnh xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao tình tôi mến, đêm trăng rằm mộng ngày hiền hòa bên mái chay. Vâng, xin chào các bác. Các bác vừa được nghe chất âm của cặp loa mini Sony với tên mã là SBT40. Đây là một cặp loa ở trong một cái bộ dàn mini của hãng Sony. Hiện tại bộ này vẫn đang được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam, với giá cả bộ bao gồm một cục dàn dạng máy nằm và cặp loa này là hiện Sony đang bán với giá là 3,5 triệu. Cặp loa này em bán với giá 600.000 đồng. Vậy với 600.000 đồng chúng ta có cái gì? Chúng ta có một cặp loa hai đường tiếng với loa bát là 9 cm, màng giấy viền cao su, loa chép là 5 cm, công suất 25W một thùng, trở kháng là 8 ohm. Cặp loa này thì trước đó em đã có một cái video cận cảnh tháo ra cho các bác xem kỹ củ cốt bên trong rồi đấy ạ. Cả loa bát lẫn loa chép đều là loại từ kép. Qua cái đoạn test vừa rồi các bác có thể thấy ngay là cái giải âm bát của cái cặp loa này khá là tốt. Bát rất nhỏ, chỉ có 9 cm thôi, nhưng âm bát nó khá là có lực và có độ sâu. Bởi vì thùng loa, thùng của cặp loa này nó làm sâu đến tầm khoảng 20 cm. Do vậy cái độ cộng hưởng âm bát là rất tốt, giải chép khá là trong và sáng. Em bán cặp này với giá 600.000 đồng. Loa có đầy đủ cả e căng. Về chất lượng thùng vách thì ở video trước em đã quay cận cảnh, các bác đã được xem rồi. Cặp loa này nó có cái khả năng tương thích rất tốt với những chiếc đài ô tô. Tuy nhỏ nhưng mà có võ, chất âm rất mạch lạc, rất chi tiết. Nó phù hợp chơi nhạc trong phòng nhỏ tầm từ 12 cho đến 16 mét vuông. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cặp loa này, xin liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại mà em để ở dưới chú thích video. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.